Xin kính chào toàn thể các bác. Đấy, tiếp tục em giới thiệu các bác là vỏ thùng H1215 đang có sẵn vài đôi. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Hiện tại em đang đóng gói dở đây là cả thùng cả phân tần đã hoàn chỉnh. Như kia là cả thùng cả phân tần hoàn chỉnh, chỉ nắp mỗi cái cụ kèn nữa là họng kèn, họng na ray nữa là lên đường luôn cho các bác. Đấy, đây nha, tổng cộng hiện tại em đang còn ở đây, chưa tính cái đơn là gửi đi. Là tổng cộng tất cả ấy, thì ở đây này một đôi quả này, mấy quả này nữa là hai đôi và ngoài này nữa hai đôi nữa là bốn đôi đây nhá. Một chiếc này, hai chiếc này, cái này là ba này. Đấy, xong một cái này đang chờ khô sơn đây nữa là bốn này. Đấy, nên các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá thì xin phép em đọc luôn là 5.400.000 cả thùng cả phân tần và bao ship cho các bác. Đấy, thùng này mới là sơn nót thôi nhé, đây mới gọi là sơn nót thôi, chưa có sần. Sần ý thì nó sẽ như là cái thùng này. Đấy, các bác nhìn hạt chưa, đây nữa. Thằng cái quay là vậy bên trong ngoài trời cơ, nhưng mà lười. Đấy nhá, sần này là sần gọi là sần mịn. Thì nó bên em có ba lựa chọn cho các bác. Một là sần là sần mịn mà, tức là gần như không có hạt, các bác bê đỡ bị kêu. Hai là sần theo kiểu là sần giả cát. Đây, cái này gọi là sần giả cát. Đấy. Và ba là cái sần theo kiểu bóng mịn này, cũng có hạt nhưng mà nó mịn hơn. Đấy, bởi vì những cái to này nếu mà để hạt kia các bác bê không cẩn thận xước tay đi. Nên em không muốn là các bác kêu ca nhiều, em sẽ làm như thế. Còn các bác bảo anh thích độ sơn này sơn này kia. Đấy, ok. Đấy nhá, thì hiện tại em đang có sẵn từng này hạt. Các bác là quan tâm cái gì thì alo trực tiếp cho em. Đấy, bây giờ anh shipper đến rồi, em mời các bác cùng xem. Cái này gửi Viettel hả anh? Viettel đây anh ơi, siêu to khổng lồ đấy. Cả kiện kia nữa. Đúng rồi. Hai kiện à? Hai kiện siêu to khổng lồ này. Xe mày có trả được không? Trả được. 60 à đâu, 71 cân. Hôm qua em trả xe cúp đấy. Trả xe cúp á? Ừ, trả vào trong trường không gửi xe được đấy, trả về đấy. Xếp kiểu gì nhỉ? Quay ngang mà, cái này nhẹ không à? Nhẹ gì? Có vào 71 cân thôi, chưa có củ noa. Xe này á, chở tốt ạ. Đây nhá, các bác xem nhá, em sẽ bê cái này lên trên xe. Quay cho các bác xem.